Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn bảo mật 23 sàn WinFan nha các bạn. Để bảo mật 23 các bạn lấy cho ba chữ gạch đây nè. Các bạn đăng nhập vào tài khoản, các bạn bấm vào nút trang cá nhân của mình nha các bạn, username của mình á. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn mở 23 lên, mở vào như lúc này nè các bạn. Chỉ tay mình nè. Rồi sau khi các bạn copy cái mã cây này nha các bạn. Các bạn lưu ý, các bạn nhớ lưu cái cây này lại một chỗ kín nha các bạn, để sau này có mắc cái điện thoại này các bạn có thể đăng nhập vào được nha các bạn. Rồi sau khi lưu cái cây xong, các bạn tải về cho mình một cái ứng dụng, đó là phần mềm Google Authy nha các bạn. Đây mình cho bạn coi nè, Google Authy này trên Sitelay hoặc App Store nha các bạn. Bạn nào nếu không có thì iPad cho mình sẽ gửi đường link qua cho các bạn. Rồi các bạn bấm mở app ra nè. Các bạn chờ chút nha các bạn. Mở ra, sau khi mở ra nó có dấu cộng, các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nhập thiết lập khóa lập nè. Rồi các bạn bắt vào cái khóa cái cây nãy nha các bạn. Rồi các bạn ghi tên tài khoản là WinPan. Rồi cái đây thì có hai bộ, các bạn chọn theo dựa theo thời gian nha các bạn. Như vậy là nó có chạy khoảng 30 giây là kết thúc cái mã này nha các bạn. Rồi bấm nút thêm nè. Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Rồi các bạn copy cái mã cái cây này cho mình nha các bạn. Rồi các bạn mở Google thi lên, các bạn bắt cái mã 23 này vô nãy vô nha các bạn. Các bạn lưu cái mật khẩu đăng, các bạn đăng ký, rồi bạn bấm nút bật nè. Rồi như vậy đã bật Google 23 thành công nha các bạn. Sau khi đăng nhập nó kêu các bạn mã 23 là các bạn nhớ lấy cái mã này nè các bạn. Đây các bạn, cái mã này có thời gian là chạy là 30 giây nha các bạn. Nếu không được thì các bạn ấy lại có 30 giây à. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có để lại comment dưới mình trả lời cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.